nhanh quá. Chào cô em. Được, hãy dừng ngay một giò rượu vàng qua. Này, tính phóng khoáng tao quen dục bác lớn nha. Này cô chủ quán, đâu nào dưỡng trăng đầy hương, trăng qua trăng gắn sơn dương hổ sơn, hay là nàng kinh ta chẳng có tiền lưng, đã mang rượu sao không mang thức dùng. Giò già sáng thịt bò thui, dây yếm đã có kim, quý cách hại trốn tài cung kim, quyền biên xương tăng ai đủ đầy rượu thịt no say, nếu làm không được thì phủi tay mà về. Nhưng ta chỉ biết làm cho cô em nổi giận, cho má em ửng sắc hoa hồng. Tại sao người hiền tìm tới ngõ mà các người không sửa áo vòng tay? Nên nhớ rằng đất không lành chim sẽ cất cánh bay, suối không mát nó chẳng về soi bóng. Nhưng kẻ kia dám xé đời niêm yết, còn muốn lời lắm tiếng chê bai. Vậy mà quẻ này cũng đang trịnh trọng đợi chờ để tay nghe được lời vàng của tán sĩ. Ta tới đây không thành công, quả là những người hiền nhân địa. Hẳn tán sĩ có điều cao kiến, xin nói rõ cho quẻ được từ tri. Thưa tướng quân, theo sân tôi nghĩ thời, người anh hùng gặp loạn lo dẹp loạn, nhưng thương dân trước hết phải nuôi dân. Đúng, ta là gốc, có tốt tươi thì cành mới xanh lá. Nhưng nói như tráng sĩ quệ e có điều lầm lẫn, ta đâu muốn lập ấp xưng dương mà mổ lính chiêu quân. Con đường của tôi là con đường cứu nước, cứu nhà Sơn. Xin chúc quên gia đình, ta sẽ quá lo cái mối nguy của chúa Trịnh mà sao lãng cái tai hại của chúa Nguyễn Đàn trong. Ta cho biết rằng tráng sĩ đã có thật lòng, vì ai xưa ta đánh Trịnh lúc này là đưa ta vào cạm bẫy. Chương này lòng ngay giả thắng, đi tìm người hiền bằng con đường định quốc an dân. Với tướng quân tuy cách xa mà lòng vẫn dân dân, chính vật nhỏ vấn dương này đã chỉ đường cho ta gặp. Vật này à? Mũi tên của nhị ca. Đúng là mũi tên của ta. Tại sao lọt vào tay của tráng sĩ? Mũi tên này cắm sâu trong mắt hổ, xương tôi đã rút hộ cho tướng quân. Hay lắm. Quá là anh hùng tương ngộ. Thái Hằng em rất rượu để ta mừng người bạn mới. Xin mời tráng sĩ. Mời. Này tráng sĩ, tráng sĩ hãy giữ cạnh mai để ghi dấu buổi đầu ta hợp mặt, tấp vào xin gắn chặt. Và hẹn một ngày tươi đẹp ở đất tương lai, ba mai mùa xuân này, ba mai như nước ta sáng say, tiếng hát mà dài thôi.
phần. Ước gì mình có dịp được gần, tâm sự được càng phân, được làm tri kỷ với mỹ nhân. Nhìn để tận quá diệu. Dạ. Thưa nhị ca, tiểu đệ muốn hỏi thử trang sĩ một đôi điều, tài mạo ấy có thừa mà gia thất đã có gì chưa? Thưa ông bạn, buổi sớm hôm nay ta cũng lắm chuyện hay, hỏi lắm chuyện cái chuyện điện tử gia đình. Tôi muốn hỏi là trang sĩ có vợ chưa đó? Vâng, tôi đang giữa lúc thiếu thời, để chân đường đặt khắp mọi nơi. Vậy là chưa có vợ. Hay hay, thậm chí là phải dặm ngàn gia đình cũng còn sống lại. Dạ, mời Thái Hàng em tiếp khách chú đáo nhé. Chào tác sĩ. Tráng sĩ ơi, ôi tráng sĩ ơi, trong lúc hãy còn chờ đợi, mời tráng sĩ hãy dời bước đến đồi mai, nghe cả rừng đón chào khách quý. Ôi bát ngát sừng mai, như vì ai thêm thăm giữa lai dành qua trong trắng, nắng đêm về cho mai sánh xuân sáng khắp không gian thương đức vân hai hoàng. Cánh chim phiêu bạc vẫn còn bay, mùa mai về có đâu hay. Chiều nay trên nẻo đường lần đần, đừng thèm quan thêm vẫn nói mình vô duyên. Nhưng chớ lo mai vẫn đón bên thềm, những lúc đó ngựa chàng buồn cười. Ôi tiếc thay mai đã thắm bên đường, chỉ riêng ta xuân vẫn còn tha hương. Chàng ơi, tôi nghĩ mà chàng. Rồi em vào đây gặp được những ai?
gì gặp Tây Sơn Nguyễn Huệ? Tây Sơn Nguyễn Huệ à? Thì ra là nó, chính là tên giặc lùng giặc cuộn Tây Sơn. Anh Khanh, Nguyễn Huệ là giặc của triều đình, nhưng lại là cứu tinh của dân đó. Người, dạ. Cùng trời tìm chúa được
người hiền trao gươm báo. Cha ơi, lời cha vừa dồn trong hương trầm tỏa khơi, mà sao cha đã vội như mây trôi thác nổi cưới chân trời. Thao lược đảm đang mừng chốn thảo lâm bản hiền hợp mặt.